Xin chào quý vị đã đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Hôm nay tôi đưa quý vị tới một cái chỗ. Cái chỗ này là gọi là cái khu trượt tuyết Sandridge. Sandridge là cái tên của cái khu này. Thì ở đây thì cũng gần cái thành phố Edmonton, đi xe thì khoảng chừng cỡ 15-20 phút thôi. Ở đây thì quý vị có thể đưa con em tới đây rồi chơi trượt tuyết cả ngày hay là vài giờ. Thì mua vé và cả ngày á, thì ở đây người lớn trên 18 tuổi á, thì cái vé vào để trượt cả ngày thì khoảng chừng cỡ 45 đô. Thì mà quý vị cũng phải thuê giày, thuê nón ở đây thì khoảng chừng cỡ 30 mấy đô nữa. Tổng cộng á, thì khoảng chừng một ngày như vậy thì quý vị đi thì khoảng chừng mất cỡ 80 đô. Cái đó là cho người lớn trên 18 tuổi. Còn quý vị nào mà có con em nhỏ hay là những người về hưu thì cái giá nó khác, nó rẻ hơn chút xíu. Thì ở đây quý vị thuê giày rồi thuê mấy cái trượt tuyết rồi thì quý vị ra ngoài này. Thì quý vị ra ngoài này rồi quý vị đi ha. Thì ở đây thì cũng có nhiều người họ mùa đông họ không làm gì hay là họ thích đi ra ngoài chơi. Thì ở đây thì mùa đông á, thì mấy con em nhỏ hoặc là gia đình á, thì họ đi chơi mấy cái này cũng nhiều lắm. Mùa hè thì đi chơi cái khác, mùa đông thì ở đây thì chỉ có những cái môn này thôi. Còn đây là cái khu thì mình có thể thuê nón, thì thuê mấy cái mũ bảo hiểm đó thì để mình đổi lỡ có chuyện gì á, thì nó bảo vệ cho mình. Có bao tay thì mình đem theo, giày á, thì mình phải thuê cái mà trượt á, thì phải thuê. Còn quý vị nào mà đi thường xuyên á, thì quý vị có nón rồi, bảo hiểm rồi, quý vị có cái cây trượt rồi á, có giày rồi thì quý vị không cần phải thuê, chỉ đem tới để mua vé vô để đi thôi. Thì đi ở đây thì quý vị có thể trượt xuống cái dốc đó, nó có nhiều cái chỗ lắm. Cái dốc này thì nó cũng không cao mấy, mà tôi thì chỉ từ nhỏ đến lớn thì chưa có đi cái này bao giờ cho nên không biết là nó làm sao. Thì đi xong thì xuống dưới kia rồi thì có cái cầu đó màu vàng vàng đó, thì họ kích họ đưa mình lên. Ở đây cái chỗ mình có thể mình bỏ mấy cái trượt ở đây á, xong rồi mình vô trong kia rồi uống cà phê hay là giải khát hay là giải lao gì đó, hay là đứng ở ngoài này chơi cũng được. Ở đây thì cái bãi đầu xe ở đây thì nó gần lắm. Đó, bãi đầu xe ở đây nó gần ở cái chỗ thì tới đó đầu xong rồi đi vô thôi, không cần phải đi xa lắm. Còn đây thì cũng là cái chỗ người ta chơi, thì quý vị có thể dẫn con em tới rồi chơi hay đi vòng vòng ở đây làm sao đó. Đó, thì một đống ở bên cái sự lạnh này á, thì ở đây thì có những cái trò này, ví dụ trượt băng, trượt tuyết, hay ra ngoài chơi người đó. Thì ở đây ở trong này thì cũng có cái khu này, thì quý vị có thể ngồi ở đây rồi giải khát, ngồi ở đây rồi ví dụ mình có thể ăn uống cái gì đó. Ở trong này thì họ cũng có bán thức ăn, thì cái chỗ này quý vị có thể đem đồ ăn tới rồi quý vị ngồi ở đây ha, rồi quý vị có thể ăn trưa, uống giải khát rồi đi giải lao. Ở đây thì họ cũng có bảng đồ nè, thì đây là cái bảng giá của họ bán ở đây. Thì ví dụ mua bánh mì hay là chip hay gì đó, nước ngọt hay là những cái gì mà quý vị muốn mua thì ở đây họ có bảng này. Nước ngọt mà uống đồ cũng nhiều lắm, mấy cái vị chip đồ này. Đây cũng có mấy cái tủ mà quý vị có thể thuê để mà giữ sách tay, phone hay gì đó, cái gì quý vị sợ mất đó. Đó là cái dốc á, cái dốc đó là cái dốc để trượt xuống rồi đó. Ở đây nó có nhiều cái dốc lắm, thì quý vị mà sợ thì đi cái dốc nhỏ, quý vị nào mà đàn gan không sợ tè sợ bổ gì thì quý vị kiếm mấy cái dốc cao cao quý vị đi. Đó, thì quý vị cứ trượt xuống đó rồi xong, quý vị xuống như đó xong rồi á, thì ở dưới đó quý vị đi lên thì nó có cái này nó kích mình lên ha. Cái này quý vị chỉ đu theo cái dây đó, cầm cái que đó là cái máy này họ kéo mình lên. Tại cái dốc này á, thì nó nhỏ, nó thấp thì quý vị ít sợ hơn. Còn bên kia thì cái dốc nó cao hơn, thì quý vị mà phải ngồi cái ghế, cái máy đó họ kéo mình lên, họ đẩy mà ngồi trên cái ghế kéo lên. Còn cái này thì
cái dốc này thì nó thấp hơn, thì chỉ cầm cái que đỏ là đưa bên kia kìa, đó bên kia là có cái ghế kìa, đó bạn đằng xa đó đó là có cái quý vị phải ngồi cái ghế đó, thì cái dốc đó nó cao hơn, thì cái đó thì quý vị nào sợ thì được thì đừng đi cái đó, ai không sợ thì lên trên đó đi cái đó. Còn ở đây là cái bãi quý vị có thể đứng đây quý vị chơi á, trượt lên trượt xuống vậy đó. Thì mùa đông ở bên xứ lạnh là như vậy đó, thì tôi quay một đoạn để cho quý vị biết là cái xứ lạnh là họ chơi gì, trượt băng trượt tuyết như thế nào. Rồi xin cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn gặp quý vị lần sau. Thanks for watching everyone and hope to see you guys next time. Bye bye.